Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với tin nóng chuyển nhượng ngày 27 tháng 8 năm 2023. Ngay sau đây sẽ là phần nội dung chi tiết. Tuấn Hưng Chile trở về mái nhà xưa. Trên trang chủ của mình, câu lạc bộ Inter Milan đã thông báo hoàn tất thủ tục để chiêu mộ trở lại tiền đạo Alexis Sanchez dưới dạng chuyển nhượng tự do. Chân sút người Chile đã chính thức quay trở lại Josep Mieza sau một mùa giải thi đấu cho Olympic Marseille. Ở lần này, anh sẽ chỉ ký hợp đồng 1 năm với Inter. Sanchez trở thành từ lò đào tạo của một câu lạc bộ đến từ Chile, đó là Cobreloa. Năm 18 tuổi, anh sang châu Âu để gia nhập câu lạc bộ Udinese. Ở mùa giải cuối cùng trong áo của câu lạc bộ Italia, anh đã gây ấn tượng mạnh với 33 bàn trên mọi đấu trường, qua đó thuyết phục thành công Barcelona chi đến 26 triệu euro để chiêu mộ. Tại Camp Nou, Sanchez thi đấu rất tốt, cùng Barca giành nhiều danh hiệu. Tuy nhiên, tiền đạo 34 tuổi chỉ thực sự được công nhận khi gia nhập Arsenal vào năm 2014. Trong 4 năm ở Emirates, Sanchez đã trở thành một chủ công đích thực của pháo thủ. Anh đóng góp 80 bàn thắng, 45 đường kiến tạo, giúp cho The Gunners giành 2 FA Cup và 1 Community Shield. Khi sự nghiệp đang thăng hoa, Alexis Sanchez bỗng rời Arsenal để gia nhập Man United. Tại Old Trafford, tiền đạo người Chile sa sút với chỉ 5 bàn và 9 được kiến tạo sau 45 lần ra sân. Cuối cùng, anh bị đem cho mượn ở Inter Milan, rồi sau đó bán đứt cho câu lạc bộ này vào năm 2020. Chân sút 34 tuổi đã đóng góp ít nhiều vào hành trình giành Scudetto ở mùa giải 2020-2021 của Inter. Ở mùa năm ngoái, thì Sanchez đã gia nhập Olympic Marseille dưới dạng tự do, rồi giúp đội bóng này giành vé dự Champions League. Tuy nhiên, anh chỉ ký hợp đồng 1 năm nên đã rời Vélodrome trong mùa này. Trở lại Inter, Alexis Sanchez nhiều khả năng sẽ thay thế vị trí của Edin Dzeko, người đã gia nhập Fenerbahce. Anh là tiền đạo thứ 3 cập bến Josep Mieza trong mùa này sau Marcus Thuram và cầu thủ có tên đó là Arnautovic. Coutinho đồng ý đến Qatar. Tiền vệ người Brazil Coutinho vừa quyết định rời Aston Villa chuyển đến Qatar thi đấu. Nếu thương vụ thành công, Barcelona cũng phải sẽ nhận được một khoản tiền từ thương vụ này. Cụ thể, chuyên gia săn tin chuyển nhượng Romano đã khẳng định Coutinho đã chấp nhận sang câu lạc bộ có tên là Al-Ittihad. Trong khi đó, cựu cầu thủ của Liverpool và Barcelona vừa chốt mọi thỏa thuận cá nhân với đội bóng đến từ Qatar. Sau khi thuyết phục thành công Coutinho, Al-Ittihad sẽ đàm phán về mức phí chuyển nhượng với Aston Villa. Như đã biết, Coutinho không nằm trong kế hoạch của huấn luyện viên Unai Emery. Vì thế, đội bóng đến từ Premier League sẽ tạo mọi điều kiện để Coutinho ra đi nếu nhận được một lời nghị đủ hấp dẫn và hợp lý. Mùa hè năm ngoái, Aston Villa đã mua đứt Coutinho từ Barcelona với giá 17 triệu bảng sau 5 tháng cho mượn. Tiền vệ 31 tuổi được coi là hạt nhân trong lối chơi của The Villa dưới thời huấn luyện viên Steven Gerrard. Tuy nhiên, Coutinho đã mất vị thế và không được trọng dụng kể từ khi Aston Villa sa thải huấn luyện viên người Anh, bổ nhiệm ông Unai Emery thay thế. Từ đầu mùa giải này, Coutinho mới chỉ chơi 24 phút cho Aston Villa. Ở chiến thắng trước cao thủ Everton tại vòng 2 Premier League, Coutinho dính chấn thương sau khi vào sân thay người. May mắn cho Aston Villa là chấn thương của Coutinho không nghiêm trọng. Vì thế điều này không ảnh hưởng đến việc đội bóng Anh bán tiền vệ 31 tuổi ở phiên chợ hè năm nay. Nếu Aston Villa bán thành công Coutinho, Barcelona có được hưởng lợi nhờ thương vụ trên. Theo thỏa thuận bán Coutinho cho Aston Villa vào năm ngoái, Blaugrana sẽ được hưởng 50% giá trị hợp đồng khi đội chủ sân Villa Park bán tuyển thủ người Brazil. MU ký gấp với một ngôi sao. Huấn luyện viên Erik ten Hag đang gặp khó ở vị trí hậu vệ trái khi Luxor và Malaysia đều dính chấn thương. Diogo Dalot dự kiến sẽ phải tạm thời ra sang cánh trái. Trong khi đó thì Alvaro Fernandez cũng là một lựa chọn khác. Mặc dù cầu thủ 20 tuổi này vẫn chưa ra sân lần nào cho Manchester United, thị trường chuyển nhượng vẫn đang hoạt động và khi được hỏi về khả năng mua thêm hậu vệ trái trước khi phiên chợ hè 2023 khép lại, huấn luyện viên Mười Khó cho biết nếu có cơ hội điều đó có thể hoàn toàn xảy ra, nhưng đó phải là người chơi phù hợp. Nếu không, chúng tôi sẽ phải tìm cách giải quyết vấn đề từ đội hình hiện tại. Theo Daily Express, Manchester United đang cân nhắc xem có nên ký một bảo đồng ngắn hạn để giải quyết vấn đề ở vị trí hậu vệ trái hay không, và họ đang nhắm đến đó là Bertrand. Cầu thủ 34 tuổi, người đã vô địch Champions League, FA Cup và Europa League cùng Chelsea, hiện đang là cầu thủ tự do sau khi rời Leicester City. MU đã lập tức có những cuộc đàm phán ban đầu với đại diện của Bertrand về khả năng chuyển đến Old Trafford. Quỷ đỏ dự kiến sẽ ký hợp đồng 1 năm với hậu vệ này và chấp nhận đáp ứng cho anh mức lương khoảng 80.000 bảng trên một tuần. Ryan Bertrand đã trải qua thời kỳ phong độ đỉnh cao, nhưng anh được đánh giá ở yếu tố kinh nghiệm. Anh có thể sẽ là bài toán chữa cháy hợp lý và chất lượng dành cho nửa đỏ thành Manchester. Arsenal bất ngờ muốn bán ngôi sao. Cầu thủ người Brazil, trụ cột mùa giải trước, bất ngờ đã bị loại khỏi đội hình xuất phát trong cả hai trận gặp Nottingham Forest và Crystal Palace. Đã có những suy đoán rằng Gabriel Magalhães đang thu hút sự chú ý từ Ả Rập Xê Út và có thể sẽ được phép ra đi khi không còn được trọng dụng ở Emirates. Ngoài thì Daily Mail khẳng định tương lai của cầu thủ 25 tuổi vẫn còn rất khó đoán.
Một số đại diện của câu lạc bộ đến từ Saudi Arabia đang xem xét một thỏa thuận và họ muốn lôi kéo Gareth đến Trung Đông. Real Madrid cũng đang cân nhắc một động thái khi họ tìm cách thay thế cho Eder Militao bị chấn thương và sẽ bỏ lỡ phần lớn mùa giải. Mặc dù Gareth có thể ở lại câu lạc bộ phía London nhưng vẫn tồn tại khả năng nhỏ pháo thủ bán Anh trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè đóng cửa. Theo Football Transfer, Arsenal sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị dành cho Gareth trong những ngày cuối của kỳ chuyển nhượng. Và theo Salary Sport, Gareth hiện hưởng mức lương rơi vào khoảng 100.000 bảng mỗi tuần. Nói về lý do Gareth không có được trọng dụng, huấn luyện viên Arteta từng bày tỏ: "Tôi nghĩ là cậu ấy hiểu lý do, cậu ấy đồng ý hay không thì đó lại là chuyện khác." Chelsea sắp đá thành công Lukaku. Trái với tuyên bố chỉ bán đứt Lukaku đầu hè, Chelsea đã đổi ý trong ngày cuối của kỳ chuyển nhượng để có thể sớm tống tiễn anh. The Blues sẵn sàng đem anh cho mượn trong một mùa giải. Sau động thái từ Chelsea, AS Roma lập tức nhảy vào cuộc giành chữ ký của Romelu Lukaku. Vào lúc này, đội bóng thủ đô Italia cũng đang gấp rút bổ sung tiền đạo khi mà Tammy Abraham sẽ phải nghỉ dài hạn vì chấn thương. Hôm qua theo giờ địa phương, chủ tịch của câu lạc bộ AS Roma đã bay tới London để có buổi đàm phán trực tiếp với ban lãnh đạo Chelsea. Mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi, suôn sẻ do mối quan hệ rất tốt giữa hai đội bóng. Hiện tại Lukaku đã đạt những thỏa thuận sơ bộ với AS Roma. Đại diện của Serie A đã đưa ra lời đề nghị mượn chân sút C593 tới hết mùa. Chelsea và Roma hiện đang nỗ lực tìm tiếng nói chung về mức giá hỏi mượn Lukaku. Ngoài ra, The Blues muốn cài điều khoản bán bổng một đứt sau khi hợp đồng cho mượn đáo hạn. Hiện tại, Romelu Lukaku không có tương lai ở The Blues. Anh đang phải tập luyện cùng đội U21 chứ không được phép sinh hoạt cùng đội 1. MU tậu thủ môn mới thay Dean Henderson. Dean Henderson góp mặt trong danh sách dự bị ở trận Manchester United tiếp đón cao thủ Nottingham Forest ở vòng 3 Premier League. Nhưng sau trận đấu trên thì thủ môn người Anh sẽ đến London kiểm tra y tế và gia nhập Crystal Palace. Theo nguồn tin uy tín của The Telegraph, MU đã cho phép ngôi sao 26 tuổi ra đi khi đã tìm được một thủ môn mới. Thời hạn chuyển nhượng hè năm 2023 sẽ kết thúc vào thứ 6 tuần tới. Vì vậy, Dean Henderson cũng như Manchester United hy vọng vụ chuyển nhượng sẽ diễn ra nhanh chóng và suôn sẻ. Đến với Crystal Palace, thủ môn người Anh nhiều khả năng sẽ là lựa chọn số 1 trong khung gỗ vì hiện tại Guetta đã từ chối thi đấu giai đoạn tiền mùa giải. Thưa quý vị, Vicente Guetta muốn rời Stamford Bridge và việc anh từ chối thi đấu là lý do khiến cho Crystal Palace phải mua thủ môn mới ngay lập tức. Dean Henderson được xem là lựa chọn lý tưởng dành cho đại băng xanh vì thủ môn này được đánh giá cao về mặt tài năng và khát khao bắt chính. Việc huấn luyện viên 10 khó chiêu mộ thành công Andre Onana khiến cho Dean Henderson càng quyết tâm rời khỏi Old Trafford. Nottingham Forest cũng rất muốn có Dean Henderson nhưng sau đó đã chiêu mộ Matt Turner từ Arsenal vì không thể chờ được Manchester United. Quỷ đỏ chỉ đồng ý nhà Henderson khi tìm được người thay thế tương xứng. Trước khi cho phép anh đến Crystal Palace để kiểm tra y tế, MU đã đặt thỏa thuận mua một thủ môn, đó là Bayindir của Fenerbahce với giá 4 triệu bảng. Thưa quý vị, Bayindir đang trên con đường tới Manchester để ký hợp đồng với MU. Trong khi đó, Fenerbahce cũng chỉ đồng ý bán Bayindir cho Manchester United sau khi ký hợp đồng với thủ môn của đội tuyển Croatia Livakovic. Thưa quý vị, chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại tin nóng chuyển nhượng ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo của Tuyển Hóa Ẩm thực Thể thao.